Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong cái video học giao tiếp tiếng Anh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một cái tình huống, đấy chính là tình huống khi chúng ta đi máy bay mà chúng ta bị lạc cái hành lý của chúng ta. Ví dụ như chúng ta lạc một cái vali chẳng hạn, thì sẽ có cái chuyện gì xảy ra ở trong cái tình huống này. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống khi chúng ta đi máy bay và chúng ta bị lạc hành lý. Excuse me, I've just arrived here and I've been waiting at the baggage carousel for my suitcase. I think it's lost. Okay, sir, don't worry about it. I'm sure we can find it. What flight were you on? Flight number BA306 from Bangkok. Yes, your bag should be on carousel 7. Well, that's where I've been waiting and it's not there. What does your bag look like? Can you give me a description? Oh, it's green. Does it have your name on it? Yes, I wrote my name on the label. It's James Smith. I'll make a quick call to see if I can find it. Excuse me, I've just arrived here and I've been waiting at the baggage carousel for my suitcase. I think it's lost. Okay, sir, don't worry about it. I'm sure we can find it. What flight were you on? Flight number BA306 from Bangkok. Yes, your bag should be on carousel 7. Well, that's where I've been waiting and it's not there. What does your bag look like? Can you give me a description? Oh, it's green. Does it have your name on it? Yes, I wrote my name on the label. It's James Smith. I'll make a quick call to see if I can find it. Thì đấy chính là toàn bộ cái tình huống mà khi chúng ta đi máy bay và chúng ta bị lạc mất cái hành lý của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ từng phân tích từng cái câu trong cái tình huống này. Câu đầu tiên. Excuse me, I've just arrived here and I've been waiting at the baggage carousel for my suitcase. I think it's lost. Câu này có nghĩa là gì? Xin lỗi, tôi vừa mới tới đây và tôi đã chờ mãi ở cái băng truyền hành lý để lấy cái vali của tôi. Và tôi nghĩ thì tôi đã bị lạc mất nó. Câu tiếp theo. Okay, sir, don't worry about it. I'm sure we can find it. What flight were you on? Flight. Câu này có nghĩa là vâng, bạn đừng lo. Tôi tin chắc là chúng tôi có thể tìm được cái hành lý. Ngài ở trên chuyến bay thì như thế nào ạ? Tức là cái chuyến bay của ngài thì từ đâu tới đấy? Câu tiếp theo. Flight number BA306 from Bangkok. Câu này có nghĩa là tôi thì ở trên cái chuyến bay mang số hiệu BA306 từ Bangkok tới. Câu tiếp theo. Yes, your bag should be on carousel 7. Câu này có nghĩa là vâng, hành lý của bạn thì đáng ra là phải ở trên cái băng chuyền số 7. Câu tiếp theo. Well, that's where I've been waiting and it's not there. Câu này có nghĩa là vâng, tôi đã đứng đợi cái hành lý ở đó nhưng mà vẫn không thấy. Câu tiếp theo. What does your bag look like? Can you give me a description? Câu này có nghĩa là cái hành lý hay còn gọi là cái vali của bạn thì trông nó như thế nào? Và bạn có thể là mô tả một chút về hành lý được không? Oh, it's green. Nó màu xanh. Does it have your name on it? Câu này có nghĩa là bạn có viết tên của mình ở trên đó không? Yes, I wrote my name on the label. It's James Smith. Câu này có nghĩa là có, tôi đã viết tên ở trên nhãn, tên tôi là James Smith. I'll make a quick call to see if I can find it. Câu này có nghĩa là tôi sẽ liên lạc nhanh để xem liệu tôi có thể tìm được nó hay không.
Thì đây chính là toàn bộ cái tình huống liên quan đến việc chúng ta đi ở trên máy bay và chúng ta bị lạc mất cái hành lý, cái vali của chúng ta. Và hy vọng là cái tình huống này sẽ có ích cho các bạn khi các bạn học tiếng Anh. Và một lần nữa thì mình mong các bạn hãy bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình, cũng như là bấm đăng ký theo dõi, bấm like và chia sẻ cái video giúp mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.